Chương 10. Chống lại những ảnh hưởng tiêu cực. Lòng tham, nỗi sợ bị mất phần, xu hướng so sánh với người khác, ảnh hưởng của đám đông và mong muốn tìm được công thức chiến thắng. Những yếu tố này phổ biến khắp thế giới và vì thế mà chúng có một tác động rõ ràng đến phần đông các nhà đầu tư và hầu hết các thị trường. Kết quả là sai lầm và những sai lầm đó diễn ra thường xuyên, rộng khắp và lặp đi lặp lại. Sự thiếu hiệu quả do định giá không đúng, nhận thức sai lệch, sai lầm mà người khác phạm phải mang đến cơ hội đầy tiềm năng cho hiệu suất vượt trội. Thực tế thì, khai thác chúng là cách duy nhất để liên tục đạt được lợi nhuận vượt trội. Để tách biệt ra khỏi đám đông, bạn cần phải tránh xa những sai lầm đó. Vậy, tại sao lại xảy ra sai lầm? Bởi vì đầu tư là một hoạt động được thực hiện bởi những con người mà phần lớn họ bị chi phối bởi tâm lý và cảm xúc. Rất nhiều người họ sở hữu trí tuệ cần thiết để phân tích dữ liệu, nhưng rất ít người có thể đi sâu vào sự việc và đương đầu với tầm ảnh hưởng to lớn của tâm lý. Nói cách khác, nhiều người sẽ đi đến những kết luận giống nhau trong phân tích của họ, nhưng họ làm gì với những kết luận đó thì lại hoàn toàn khác nhau, bởi vì tâm lý ảnh hưởng đến họ theo cách khác nhau. Sai lầm lớn nhất trong đầu tư không đến từ những yếu tố như thông tin hay phân tích dữ liệu, mà đến từ những vấn đề tâm lý. Tâm lý đầu tư bao gồm nhiều yếu tố riêng biệt mà chúng ta sẽ bàn đến trong chương này. Nhưng điểm mấu chốt phải nhớ là chúng liên tục dẫn đến những quyết định sai lầm. Hầu hết những sai lầm này được xem như là bản chất của con người. Cảm xúc đầu tiên hỗ trợ cho nhà đầu tư là ham muốn kiếm tiền, nhất là khi nó biến thành lòng tham. Hầu hết mọi người đầu tư là để kiếm tiền. Một số tham gia vào như là cố vấn hay chuyên gia mà có thể gia tăng lợi thế cạnh tranh của họ, nhưng họ vẫn được đánh giá bằng thành tích, bằng tiền. Tiền có thể không phải là mục tiêu của tất cả mọi người, nhưng nó là thước đo của bất cứ ai. Những người không quan tâm đến tiền thường không tham gia vào đầu tư. Kiếm tiền không có gì là sai trái cả. Thật ra, ham muốn kiếm lời là một trong những yếu tố quan trọng nhất của hoạt động thị trường và nền kinh tế nói chung. Nguy hiểm hiện diện là khi ham muốn đó biến thành lòng tham, được định nghĩa bởi Merriam-Webster. Dành toàn bộ thời gian và tâm ý vào kiếm lợi một cách quá đáng, đặc biệt là của cải và lợi lộc. Lòng tham là một thế lực mạnh mẽ, nó đủ mạnh để xóa nhòa lẽ thường, lo ngại rủi ro, sự cẩn trọng, logic, nỗi đau của những bài học trong quá khứ, sự kiên quyết và tất cả những yếu tố khác mà có thể kéo nhà đầu tư khỏi những rắc rối. Thay vào đó, hết lần này đến lần khác, lòng tham đẩy nhà đầu tư vào một cuộc đua giành lấy lợi nhuận, và cuối cùng thì họ phải trả giá. Sự kết hợp giữa lòng tham và lạc quan liên tục đẩy mọi người theo đuổi chiến lược mà họ hy vọng kiếm được lợi nhuận với rủi ro thấp. Họ trả giá cao cho những cổ phiếu đang thịnh hành và nắm giữ chúng sau khi giá đã cao, với hy vọng chúng sẽ còn tăng thêm ít nhiều nữa. Sau đó, mọi người mới vỡ lẽ ra là những mong đợi đó là không thực tế và rủi ro đã bị bỏ qua. Đối trọng của tham lam là sợ hãi, yếu tố tâm lý thứ hai mà chúng ta phải xem xét. Trong giới đầu tư, cụm từ này không có nghĩa là lo ngại rủi ro một cách logic và hợp lý. Thay vào đó, sợ hãi cũng giống như tham lam vì chúng bao hàm sự quá mức. Vì thế, sợ hãi ở đây giống như là hoảng loạn nhiều hơn. Sợ hãi là sự lo lắng quá mức khiến cho các nhà đầu tư không thể hoạt động như mong muốn. Nhiều lần trong sự nghiệp, tôi đã rất kinh ngạc khi chứng kiến cách mọi người dễ dàng rơi vào trạng thái mà họ sẵn sàng tạm gác sự hoài nghi sang một bên. Do đó, yếu tố thứ ba mà tôi muốn bàn đến là xu hướng bỏ qua logic, lịch sử và những chuẩn mực lâu đời. Xu hướng này khiến cho mọi người chấp nhận những thương vụ mà khó có khả năng khiến họ giàu lên được. Charlie Munger đã cho tôi một câu nói rất hay về chủ đề này. Không có gì dễ hơn việc tự lừa dối mình. Khi một người mong ước một điều gì đó, anh ta luôn tin rằng nó là sự thật. Niềm tin rằng những giới hạn cơ bản không còn đúng nữa, và vì thế mà những khái niệm lâu đời cũng không còn quan trọng nữa, luôn là cốt lõi của từng đợt bong bóng, và hậu quả là sự sụp đổ của thị trường. Trong tiểu thuyết Tạm thời bỏ qua sự hoài nghi khiến chúng ta thêm phần thích thú. Khi chúng ta xem Peter Pan, chúng ta không muốn nghe người bên cạnh nói rằng tôi có thể thấy những sợi dây cáp
mặc dù chúng ta biết rõ chúng ở đó. Khi biết bọn trẻ không thể bay được, chúng ta cũng chẳng quan tâm. Chúng ta ở đó để tận hưởng vở kịch. Nhưng mục tiêu của chúng ta trong đầu tư là nghiêm túc chứ không đùa. Và ta phải kiên định đề phòng để tìm ra những thứ không đúng trong thực tế. Nói tóm lại, quá trình đầu tư đòi hỏi liều thuốc hoài nghi cực mạnh. Không đủ đa nghi sẽ góp phần tạo nên thua lỗ trong đầu tư. Hết lần này đến lần khác, những gì còn sót lại sau những lần sụp đổ tài chính là hai câu nói kinh điển. 1. Quá tốt để trở thành sự thật. 2. Họ đã nghĩ gì vậy chứ? Điều gì khiến cho các nhà đầu tư tin vào những ảo tưởng này? Câu trả lời thường nằm trong sự dễ dãi. Vì phục vụ cho sự tham lam mà họ bỏ qua hoặc phớt lờ các bài học trong quá khứ. Ký ức tài chính là siêu ngắn hạn. Cách dùng từ tuyệt vời của John Kenneth Galbraith chỉ ra những người tham gia thị trường không nhận ra được bản chất lặp đi lặp lại của những mẫu hình và do đó mà cả những yếu tố không thể tránh khỏi. Khi tình huống giống hay tương tự như vậy xảy ra, lúc nào đó trong vòng vài năm, chúng được hoan nghênh như là một phát kiến vĩ đại trong thế giới tài chính và cả nền kinh tế nói chung bởi một thế hệ mới, trẻ trung và vô cùng tự tin. Ít có lĩnh vực trong văn hóa của nhân loại mà lịch sử không được coi trọng như trong thế giới tài chính. Kinh nghiệm trong quá khứ bị chối bỏ như là tàn dư xưa cũ của những người không có tầm nhìn để thưởng thức những kỳ quan của hiện tại. Theo John Kenneth Galbraith, thương vụ đầu tư chắc chắn thắng mà mọi người tin rằng có thể đem lại lợi nhuận cao mà không chút mạo hiểm, được gọi là bữa trưa miễn phí, xứng đáng được bàn luận sâu hơn. Khi một thị trường, một cá nhân hay một phương pháp đầu tư tạo ra lợi nhuận đáng kinh ngạc trong một thời gian ngắn, chúng thường thu hút rất nhiều sự quan tâm thái quá. Tôi gọi đây là hiện tượng viên đạn bạc. Các nhà đầu tư luôn luôn tìm kiếm nó. Họ gọi nó là chén thánh hay bữa trưa miễn phí. Vì mọi người đều muốn có một tấm vé đi đến sự giàu có mà không rủi ro. Ít người đặt ra câu hỏi liệu chúng có tồn tại hay không, hay tại sao chúng phải tìm đến họ. Mấu chốt là đó chỉ là hy vọng viễn vông mà thôi. Viên đạn bạc không hề tồn tại. Không một chiến lược nào có thể đem lại lợi nhuận cao mà không có chút rủi ro. Và không có ai có tất cả câu trả lời. Chúng ta chỉ là con người mà thôi. Thị trường vô cùng năng động. Và cũng như những thứ khác, nó vận hành qua thời gian để lấy đi những cơ hội cho lợi nhuận đột biến. Quá tin tưởng rằng viên đạn bạc sẽ xuất hiện, rồi cuối cùng sẽ đem lại sự trừng phạt lên chính nguồn vốn của họ. Điều gì khiến nhiều người tin vào viên đạn bạc như vậy? Trước tiên, thường sẽ có một chút sự thật trong đó. Nó xoáy vào một giả thuyết nghe có vẻ uyên bác và bám lấy nó để thuyết phục người khác. Sau đó, nó tạo ra lợi nhuận trong một thời gian nhất định, dù là xứng đáng hay chỉ là mua đúng con sóng tăng giá của một loại tài sản nào đó. Cuối cùng, có vẻ như A. Một chiến lược hoàn hảo tồn tại và B. Nó thực sự hiệu quả khiến mọi người phát cuồng. Như Warren Buffett đã phát biểu trước Quốc hội vào ngày 2 tháng 6 năm 2010, giá cả gia tăng là một thứ ma túy mà có thể ảnh hưởng tới lý trí cả trong quá khứ lẫn tương lai. Nhưng thực tế rằng, sau khi nó vỡ ra thì cơn sốt đó chính là bong bóng. Yếu tố tâm lý thứ tư góp phần vào sai lầm của nhà đầu tư là xu hướng tìm sự xác nhận từ đám đông thay vì chống lại nó, ngay cả khi đám đông rõ ràng đã mất trí. Trong cuốn How Market Fail, John Cassidy đã mô tả một thí nghiệm tâm lý kinh điển được thực hiện bởi Solomon Asch tại Đại học Strathmore vào những năm 1950. Asch yêu cầu những nhóm đối tượng đưa ra ý kiến về những hình ảnh được đưa ra, nhưng có một người trong mỗi nhóm là người của ông ấy được đưa vào. Kẻ gián điệp này cố tình nói ra ý tưởng sai trái, gây tác động mạnh đến những đối tượng thật sự. Cassidy giải thích là sắp đặt như vậy là để đẩy những đối tượng chính vào thế khó xử. Chúng tôi khiến anh ta phải đối mặt với hai thế lực đối nghịch, một là nhận thức của bản thân và hai là ý kiến đồng thuận của những người khác trong nhóm. Một tỷ lệ cao, các đối tượng đã phớt lờ những gì mình nhìn thấy và đứng về phía các thành viên khác trong nhóm, mặc dù họ đã sai một cách rõ ràng. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của đám đông và do đó gợi lên sự hạn chế của các quyết định từ đám đông.
Giống như những người tham gia các thí nghiệm trực quan của Solomon Asch trong những năm 1950, Cassidy viết, nhiều người không chia sẻ quan điểm của số đông về thị trường đã bắt đầu cảm thấy lạc lõng. Cuối cùng, thị trường bước tới giai đoạn mà những người thực sự điên rồ là những người không có mặt trên thị trường. Hết lần này đến lần khác, sự kết hợp của áp lực phải tuân theo đám đông và mong muốn làm giàu là nguyên nhân mà mọi người phải từ bỏ sự độc lập và sự hoài nghi, vượt qua sự lo ngại rủi ro vốn có và tin tưởng vào những thứ vô lý. Điều đó xảy ra thường xuyên đến mức phải có điều gì đó chắc chắn đứng sau, chứ không chỉ là ảnh hưởng ngẫu nhiên. Ảnh hưởng tâm lý thứ 5 là ghen tị. Dù cho lòng tham có ảnh hưởng tiêu cực tới đâu, nó luôn thúc đẩy mọi người phấn đấu để đạt được nhiều hơn nữa, nhất là khi họ so sánh bản thân với người khác. Đây là một trong những mặt tai hại nhất về thứ mà chúng ta gọi là bản chất con người. Mọi người có thể hoàn toàn hài lòng khi một mình, nhưng lại trở nên khốn khổ khi nhìn thấy người khác làm tốt hơn mình. Trong giới đầu tư, hầu như mọi người đều cảm thấy vô cùng khó mà ngồi đó và xem người khác kiếm nhiều tiền hơn mình. Tôi biết một tổ chức phi lợi nhuận có quỹ tài trợ kiếm được 16% một năm từ tháng 6 năm 1994 đến tháng 6 năm 1999. Nhưng từ khi các tổ chức phi chính phủ khác kiếm trung bình 23% một năm, thì những người liên quan đến quỹ tài trợ đó lại tỏ ra chán nản. Không có cổ phiếu công nghệ, không có cổ phiếu tăng trưởng, không có hoạt động mua lại và đầu tư mạo hiểm, quỹ này đã bị tụt hậu trong cả nửa thập kỷ. Nhưng sau đó, cổ phiếu công nghệ sụp đổ, và từ tháng 6 năm 2000 đến tháng 6 năm 2003, tổ chức này đã kiếm được 3% một năm, trong khi hầu hết các quỹ tài trợ đều bị lỗ. Các bên liên quan tới quỹ này thì sướng run lên. Có một vài điều không đúng trong bức tranh này. Làm sao mọi người có thể buồn giàu khi kiếm được 16% một năm và lại hài lòng khi kiếm được 3% một năm? Câu trả lời là nằm trong xu hướng so sánh bản thân mình với người khác. Và tác động có hại này có thể có trong kế hoạch mang tính xây dựng và trong quá trình phân tích. Ảnh hưởng quan trọng thứ 6 là cái tôi. Nó có thể là thách thức to lớn để duy trì mục tiêu và tính toán khi đối mặt với thực tế như thế này. 1. Kết quả đầu tư được đánh giá và so sánh trong ngắn hạn. 2. Những quyết định không chính xác, thậm chí thiếu thận trọng trước mức rủi ro gia tăng, vẫn đem đến lợi nhuận tốt nhất trong thời điểm thuận lợi. 3. Lợi nhuận tốt nhất thường mang đến phần thưởng to lớn cho cái tôi. Khi mọi thứ đi đúng hướng, thì thật vui khi cảm thấy mình thông minh và người khác cũng công nhận điều đó. Ngược lại, các nhà đầu tư cẩn trọng có thể làm việc cực nhọc trong thầm lặng, đạt được những lợi nhuận vững chắc trong những năm thuận lợi và thua lỗ ít trong những năm khó khăn. Họ tránh làm theo hành vi quá mạo hiểm vì họ nhận thức sâu sắc những gì mình không biết còn rất nhiều và vì họ kiểm soát cái tôi của mình. Theo quan điểm của tôi, đây là công thức tuyệt vời nhất để kiến tạo sự giàu có lâu dài. Nhưng nó không mang lại sự thỏa mãn cho cái tôi trong ngắn hạn. Nó không chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà là chú trọng vào sự khiêm tốn, sự thận trọng và kiểm soát rủi ro. Tất nhiên là đầu tư không nên là hào nhoáng, nhưng thường là như vậy. Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến một hiện tượng mà tôi gọi là đầu hàng có điều kiện. Một điểm đặc trưng thường thấy ở hành vi nhà đầu tư vào cuối chu kỳ. Các nhà đầu tư giữ chắc lòng tin của mình, miễn là họ có thể giữ được. Nhưng đến khi không thể chống lại được áp lực về kinh tế và tâm lý, thì họ lại đầu hàng và chạy theo đám đông. Nói chung, những người tham gia vào công việc đầu tư đều là người thông minh, có học thức, có hiểu biết và giỏi tính toán. Họ làm chủ các khía cạnh của kinh doanh, kinh tế và hiểu về các lý thuyết phức tạp. Nhiều người có thể đi đến kết luận hợp lý về giá trị và triển vọng. Nhưng sau đó thì tâm lý và ảnh hưởng từ đám đông xuất hiện. Phần lớn thời gian, tài sản rất đắt đỏ và ngày càng được đẩy giá cao hơn. Hoặc giá đã rẻ mà lại tiếp tục giảm giá. Cuối cùng là các xu hướng này có tác động ăn mòn lên tinh thần, niềm tin và quyết tâm của họ. Các cổ phiếu mà bạn từ chối mua thì lại đang kiếm tiền cho người khác, còn các cổ phiếu mà bạn chọn mua thì lại đang rớt giá mỗi ngày. Và các khái niệm mà bạn bỏ qua vì không an toàn hay không khôn ngoan, như cổ phiếu mới phát hành, các cổ phiếu công nghệ giá cao nhưng không có thu nhập, các công cụ phái sinh có đòn bẩy cao đang được nhắc đến hàng ngày khi đem lại lợi nhuận cho người khác.
Khi một cổ phiếu được định giá quá cao, thậm chí còn cao hơn nữa, hoặc một cổ phiếu được định giá quá rẻ lại tiếp tục rẻ hơn, thì khá dễ dàng để đưa ra quyết định đúng là mua thấp bán cao. Nhưng mọi việc lại không diễn ra như vậy. Khuynh hướng nghi ngờ bản thân kết hợp với các tin tức về sự thành công của người khác đã tạo sự ảnh hưởng mạnh mẽ, khiến các nhà đầu tư ra quyết định sai lầm, và điều đó tăng thêm sức mạnh cho xu hướng này vẫn tiếp tục diễn ra lâu hơn. Đó là một ảnh hưởng mà các nhà đầu tư cần phải đấu tranh loại bỏ. Lòng tham, nỗi sợ bị mất phần, xu hướng so sánh với người khác, ảnh hưởng của đám đông và mong muốn tìm được công thức chiến thắng. Những yếu tố này phổ biến khắp thế giới. Vì thế, chúng có một tác động rõ ràng đến phần đông các nhà đầu tư và hầu hết các thị trường. Điều này đặc biệt đúng trong giai đoạn bong bóng hoặc khủng hoảng. Kết quả là chuỗi những sai lầm, và những sai lầm đó diễn ra thường xuyên, rộng khắp và lặp đi lặp lại. Có phải tất cả những điều này đến với bạn chỉ là mớ lý thuyết và không thể áp dụng? Tôi thật sự hy vọng là bạn đúng. Nhưng nếu bạn nghi ngờ rằng những người dựa trên lý trí lại có thể chịu thua trước tác hại của cảm xúc, hãy để tôi nhắc bạn bốn từ: bong bóng công nghệ. Trước đó, tôi đã đề cập đến quãng thời gian điên khùng như là bằng chứng cho những gì xảy ra khi các nhà đầu tư không đếm xỉa đến mối quan hệ hợp lý giữa giá cả và giá trị. Nguyên nhân nào khiến họ từ bỏ lẽ phải? Đó là những cảm xúc mà chúng ta đã nhắc đến, như tham lam, sợ hãi, ghen tị, tự lừa dối, cái tôi. Hãy cùng xem xét lại bối cảnh và theo dõi tâm lý trong việc đầu tư. Những năm 1990 là thời kỳ vàng son của cổ phiếu. Tất nhiên là có những ngày tháng không thuận lợi và những biến cố như lãi suất nhảy vọt vào năm 1994. Nhưng chỉ số S&P 500 đã cho thấy mức tăng trưởng hàng năm và lợi nhuận trung bình từ năm 1991 đến hết năm 1999 là 20.8% một năm. Các kết quả này đủ để đặt các nhà đầu tư vào tâm trạng lạc quan và khiến họ dễ dàng chấp nhận câu chuyện tăng giá. Các cổ phiếu tăng trưởng đã có hiệu suất tốt hơn một chút so với các cổ phiếu giá trị trong những năm đầu của thập kỷ. Có lẽ nhờ sự phục hồi từ hiệu suất vượt trội của các cổ phiếu giá trị trong những năm 1980. Vì thế, các nhà đầu tư càng sẵn sàng đánh giá cao các công ty có giá trị về tiềm năng tăng trưởng. Các nhà đầu tư bị mê hoặc bởi sự đổi mới của công nghệ, sự phát triển như băng thông rộng, Internet và thương mại điện tử dường như có khả năng thay đổi thế giới, khiến các tập đoàn công nghệ và viễn thông trở nên nổi tiếng. Các cổ phiếu công nghệ tăng giá thu hút nhiều người mua, khiến cho giá cổ phiếu càng ngày càng tăng cao. Quá trình này thường thấy dưới hình dạng của một vòng tròn luẩn quẩn. Các cơ sở logic đã đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các thị trường tăng giá, và thị trường này cũng không có gì khác biệt. Các cổ phiếu công nghệ sẽ có hiệu suất vượt trội hơn tất cả các cổ phiếu khác, vì đó là cổ phiếu của các công ty xuất sắc. Càng nhiều cổ phiếu của các công ty công nghệ sẽ được thêm vào chỉ số chứng khoán và đang phản ánh sự quan trọng ngày càng tăng trong nền kinh tế. Điều này đòi hỏi các quỹ chỉ số và những người quản lý quỹ chỉ số đó, những người ngấm ngầm mô phỏng các chỉ số, mua vào thêm nhiều cổ phiếu hơn, và các nhà đầu tư chủ động cũng sẽ mua để theo kịp các quỹ này. Nhiều người sẽ lập kế hoạch quỹ hưu trí 401k, và các nhà đầu tư 401k sẽ gia tăng sự đại diện của các cổ phiếu trong danh mục và phân bổ các cổ phiếu công nghệ trong danh mục của họ. Vì những lý do này mà các cổ phiếu công nghệ phải tiếp tục tăng giá và phải vượt qua các cổ phiếu khác. Do đó, các cổ phiếu này thu hút nhiều người mua hơn. Chính vì những hiện tượng này thực sự xảy ra trong thời gian ngắn làm tăng độ tin cậy cho lý thuyết này. Các cổ phiếu công nghệ phát hành lần đầu ra công chúng IPO đã bắt đầu tăng giá hàng chục, thậm chí hàng trăm phần trăm vào ngày phát hành, và thể hiện hình ảnh của chiến thắng tuyệt đối. Việc tiếp cận các đợt IPO đã trở thành một cơn sốt. Từ góc độ tâm lý học, những gì đang xảy ra trong các đợt IPO đặc biệt hấp dẫn. Nó diễn ra như thế này. Anh chàng bên cạnh bạn trong văn phòng nói với bạn về cổ phiếu IPO mà anh ấy đang mua. Bạn hỏi anh ấy là doanh nghiệp đang làm gì. Anh ấy nói mình không biết, nhưng tay môi giới đã nói với anh ấy là nó sẽ tăng gấp đôi trong ngày phát hành. Và rồi bạn nói điều đó thật nực cười. Một tuần sau, anh ấy nói với bạn là nó không tăng gấp đôi mà là tăng gấp 3. Cho đến lúc đó, anh ấy không biết doanh nghiệp đó làm gì. Sau một vài lần như thế thì thật khó để cưỡng lại được.
Bạn biết nó là vô lý, nhưng bạn muốn chống lại cảm giác như một thằng ngốc. Vì vậy mà, trong một ví dụ điển hình về việc đầu hàng có điều kiện, bạn đã đặt vài trăm cổ phiếu trong đợt IPO tiếp theo, và giá bùng lên như một ngọn lửa trại, thậm chí còn tăng cao hơn so với giá mua từ những người bạn. Các quỹ đầu tư mạo hiểm đã đầu tư thành công vào các công ty khởi nghiệp, thu hút sự chú ý lớn và thu hút vốn đầu tư lớn hơn. Trong năm mà Google trở thành công ty đại chúng, thì quỹ đầu tư đã rót vốn ban đầu vào Google trước đó đã thu lợi 350% trên cơ sở IPO thành công. Các nhà đầu tư cổ phiếu công nghệ được các phương tiện truyền thông ca ngợi vì sự thành công rực rỡ. Những người này ít bị hạn chế bởi kinh nghiệm và sự hoài nghi nhất, do đó họ kiếm được rất nhiều tiền. Những người này thường ở độ tuổi 30 và thậm chí là 20, chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể là những người được hưởng lợi từ một thị trường phi lý thay vì từ tư duy sắc sảo. Bạn có nhớ lời nhận xét trước đó của tôi về tất cả bong bóng đều bắt đầu với một chút sự thật? Hạt giống của sự thật trong kịch bản vừa được mô tả nằm trong tiềm năng thực sự của công nghệ. Phân bón đến từ các lý do căn bản kèm theo làm cổ phiếu tăng giá. Sự thúc đẩy đến từ sự tăng giá đang diễn ra và có vẻ như không thể ngăn cản được. Tất nhiên, toàn bộ cơn cuồng nhiệt quá mức vì cổ phiếu công nghệ, thương mại điện tử và viễn thông bắt nguồn từ các công ty có tiềm năng thay đổi thế giới. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ những bước tiến đó đang cách mạng hóa cuộc sống của chúng ta, hoặc các công ty đó sẽ rời bỏ thế giới gần như vô hình ra như vài năm trước. Thách thức nằm trong việc tìm ra công ty nào sẽ chiến thắng và nó thực sự có giá trị bao nhiêu ngày nay. Để nói rằng các cổ phiếu công nghệ, Internet và viễn thông ở mức giá quá cao và sẽ phải giảm giá cũng giống như đứng trước mũi một chuyến tàu chở hàng. Khi nói rằng các cổ phiếu đó được hưởng lợi từ sự bùng nổ với quy mô khổng lồ và phải được xem xét một cách hoài nghi là một điều mà tôi cảm thấy tôi nợ các bạn. Ngay sau khi bản ghi nhớ này được viết vào tháng 1 năm 2000, thì cổ phiếu công nghệ bắt đầu sụp đổ. Thậm chí, không có bất kỳ một sự kiện nào có thể là nguyên nhân gây ra điều đó cả. Bỗng nhiên, mọi chuyện trở nên rõ ràng là giá cổ phiếu đã tăng quá cao và nó nên được điều chỉnh. Khi xu hướng đầu tư nhất thời trở nên xấu đi, tạp chí Forbes thường cho chạy một bảng cho thấy kết quả thua lỗ với cổ phiếu đại diện giảm 90% trở lên. Tuy nhiên, khi bong bóng công nghệ nổ tung, thì bảng này cho thấy kết quả thua lỗ vượt quá 99%. Các chỉ số chứng khoán rộng khắp thị trường đã trải qua sự sụt giảm trong 3 năm kể từ đại suy thoái, và cổ phiếu công nghệ cũng như cổ phiếu nói chung không còn gì đặc biệt nữa. Khi chúng ta nhìn lại quá nửa thập kỷ, chúng ta thấy sự phát triển của công nghệ được ca tụng đã thay đổi thế giới. Các công ty giành chiến thắng có giá trị vô cùng lớn, và những thứ như báo giấy và đĩa CD đã bị ảnh hưởng sâu sắc. Nhưng đồng thời, rõ ràng là các nhà đầu tư đã cho phép nhận thức chung của bản thân bị bỏ qua trong thời kỳ bong bóng. Họ đã phớt lờ thực tế là không phải tất cả các công ty đều có thể chiến thắng. Các công ty ở đó có thể trải qua giai đoạn rũ bỏ kéo dài. Lợi nhuận không hề đến dễ dàng thông qua các dịch vụ cung cấp miễn phí, và các cổ phiếu của các công ty thua lỗ được định giá P/E quá cao vì không có thu nhập, chứa đựng nguy hiểm to lớn. Lòng tham, sự hứng thú, tính phi lý, tạm dừng hoài nghi và bỏ qua giá trị khiến nhiều người tốn rất nhiều tiền trong thời kỳ bong bóng công nghệ. Nhân tiện là có rất nhiều nhà đầu tư giá trị xuất sắc, có kỷ luật, trông rất ngớ ngẩn trong những năm tháng trước khi bong bóng nổ tung, mà tất nhiên là cuối cùng nó cũng đã xảy ra. Để tránh mất tiền trong bong bóng công nghệ, điểm mấu chốt nằm ở chỗ là từ chối tham gia khi lòng tham và sai lầm của con người là nguyên nhân khiến cho sự tích cực được đánh giá quá cao mà lại bỏ qua tiêu cực. Làm được những điều này là việc không hề dễ dàng, và do đó ít người có thể tránh được. Tương tự như vậy, điều cần thiết là các nhà đầu tư tránh bán ra và tốt nhất là nên mua vào khi nỗi sợ hãi đã trở nên thái quá khi sụp đổ diễn ra. Điều nhắc tôi chỉ ra là các bong bóng có khả năng tự phát sinh và không cần phải theo sau các vụ sụp đổ, trong khi các vụ sụp đổ luôn đi theo sau bong bóng. Đối với nhiều người thì cưỡng lại việc mua vào trong thời kỳ bong bóng công nghệ đã rất khó, nhưng cưỡng lại việc bán ra hay thậm chí là mua thêm giữa khủng hoảng tín dụng
còn khó hơn nhiều lần. Không mua được trong một thị trường tăng giá thì tệ nhất là bạn trông như một kẻ lạc hậu và nếm mùi mất chi phí cơ hội. Nhưng trong vụ sụp đổ 2008, không thể bán ra thì tổn thất là không giới hạn. Trận chiến cuối cùng dường như đã thực sự diễn ra. Cuối cùng là các nhà đầu tư làm gì với sự thôi thúc tâm lý này? Sự thôi thúc đã đẩy họ làm những thứ ngu ngốc. Hãy tìm hiểu để thấy họ làm những gì. Đó là bước đầu tiên, tiến hết sự can đảm để cưỡng lại những thứ ngu ngốc. Và đó cũng là thực tế. Các nhà đầu tư tin rằng họ là người miễn nhiễm với sự ảnh hưởng được mô tả trong chương này, cũng như liều mạng làm như vậy. Nếu họ ảnh hưởng đến người khác đủ để xê dịch toàn bộ thị trường, thì tại sao họ không thể ảnh hưởng đến bạn giống như vậy? Nếu một trường hợp tăng giá mạnh đến mức có thể khiến những người trưởng thành bỏ qua việc định giá cao và từ chối sự bất khả thi của một cỗ máy chuyển động không ngừng, thì tại sao nó không có sự ảnh hưởng tương tự đối với bạn? Nếu một câu chuyện đáng sợ về sự tổn thất không giới hạn đủ mạnh để khiến người khác bán ra với giá rẻ như cho, thì điều gì giữ câu chuyện đó không ảnh hưởng tương tự đến bạn? Tin tôi đi, rất khó để cưỡng lại việc mua đỉnh khi mọi người khác cũng mua vào. Các chuyên gia thì quả quyết, lý do căn bản được chấp nhận rộng rãi, giá cả thì tăng vọt, và người chấp nhận rủi ro lớn nhất đang báo cáo lợi nhuận khổng lồ. Cũng khó để cưỡng lại việc bán đáy khi sự thật ngược đời là việc nắm giữ hoặc mua vào là điều nên làm. Giống như nhiều điều khác được mô tả trong cuốn sách này, không có giải pháp nào đơn giản. Không có công thức nào sẽ nói cho bạn biết khi nào thị trường vô lý cùng cực. Không có công cụ nào hiệu quả tới mức sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng. Không có viên thuốc kỳ diệu nào bảo vệ bạn trước cảm xúc tiêu cực. Như Charlie Munger từng nói, đầu tư vốn không hề dễ dàng. Những vũ khí nào mà bạn có thể tin tưởng để gia tăng phần thắng của mình? Đây là những vũ khí được sử dụng ở Oaktree. 1. Một ý thức mạnh mẽ về giá trị nội tại. 2. Giữ vững quan điểm khi giá cả phân kỳ khỏi giá trị. 3. Đủ sự hiểu biết về các chu kỳ trong quá khứ. Ban đầu, tăng sự hiểu biết từ việc đọc và nói chuyện với các nhà đầu tư kỳ cựu, rồi sau đó là thông qua kinh nghiệm để biết thị trường thái quá cuối cùng bị trừng phạt chứ không được khen thưởng. 4. Một sự hiểu biết thấu đáo về hiệu ứng âm ỉ của tâm lý tới quá trình đầu tư tại cực điểm của thị trường. 5. Cam đoan ghi nhớ rằng khi mọi thứ có vẻ tốt đến mức khó tin thì thường không phải là sự thật. 6. Sẵn sàng nhìn nhận cái sai trong khi thị trường chuyển từ định giá sai đến sai hơn nữa. 7. Hỗ trợ bạn bè và đồng nghiệp cùng chí hướng và nhận hỗ trợ từ họ. Những vũ khí này không chắc chắn giúp bạn chiến thắng thị trường, nhưng chúng có thể cho bạn một cơ hội.